Chiều nay, ngày 13 tháng 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 7. Kỳ họp có sự tham dự của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc giao điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý và phân bổ đợt 8. Theo nghị quyết này, số vốn được giao bổ sung là 250 tỷ đồng. Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý và phân bổ đợt 8 với tổng số vốn 505,3 tỷ đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025. Ông Phan Giang Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế, thường xuyên kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thực hiện nghiêm minh kỷ luật kỷ cương phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Sáng nay, ngày 13 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tri Quang trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để trao đổi tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ba hộ dân trên địa bàn tỉnh trong đó trường hợp của bà Đặng Thị Ngọc Tươi và bà Phan Thị Thu Thảo do ông Phan Văn Hiền quỹ quyền, cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tiếp tục được Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh xem xét. Qua nghe lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan báo cáo kết quả kiểm tra rà soát theo chỉ đạo của Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh vào tuần tiếp xúc trước, ngày 6 tháng 11. Phó Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu Quỹ ban dân huyện Cao Lãnh nhanh chóng có hướng dẫn cho người dân nộp tiền sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Liên quan đến phản ánh của bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, ngụ tại khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Trí Quang và lãnh đạo các sở ngành tỉnh, cơ quan chuyên môn cùng thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề nghị bà Nhung cung cấp một số giấy tờ có liên quan về người chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023. Dự án phát triển các sản phẩm thủ công và tơ lụa từ sen Đồng Tháp của Quỳnh Ngọc Thư, tỉnh Đồng Tháp đã xuất sắc đạt giải ba. Theo ban giám khảo, thông qua cuộc thi tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị. Hôm nay, Quỹ ban dân tỉnh có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Quỹ ban dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số 82 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh chủ trì triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu điểm du lịch. Chỉ dẫn phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các khu điểm du lịch. Cũng trong hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kế hoạch, tăng trưởng xanh góp phần vào mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh dưỡng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.